Em Quang Vương xin kính chào các bác. Hôm nay xin giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ tạ cây mang thương hiệu Sarline, được sưu tầm nguyên chiếc từ đất nước Mỹ về. Và chiếc đồng hồ Sarline này được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1970 các bác. Mặc dù được mấy chục năm rồi, nhưng đây là chiếc Sarline hàng tuyển hàng chọn em Quang Vương sưu tầm, vì thế nó còn rất là đẹp, đánh giá còn đẹp khoảng trên 90%, khoảng tầm 95%, còn đẹp gần như mới xuất xưởng luôn các bác. Bên trên là chạm trổ theo biểu tượng hai cánh tay ôm lên chén tình yêu, hay gọi là hai con thiên nga đang ở chụp đầu vào cái chén tình yêu. Toàn bộ chiếc đồng hồ này nó được làm bằng gỗ óc chó và vân gỗ nổi lên rất là đẹp các nhá. Nó chạm trổ đặc trưng là hai bên hai cái trụ cột, đặc biệt là có những chiếc đồng hồ Mỹ là như vậy thưa các bác. Và nó có hai cánh cửa trên và cửa dưới. Đấy, bên trên rất là đẹp, mình nhìn kỹ cho em, đó, cực kỳ đẹp và cực kỳ tinh xảo luôn. Nó có ba mặt kiếm, vì thế các bác cây ở vị trí ở trong ngôi nhà nào, hướng nào nó cũng đẹp hết, và nó thể hiện sự trang trọng của quý phái. Cái khóa cũng có chữ xà la ở đây, chữ xà la đặc biệt, thì cái khóa cũng dập thương hiệu xà la ở đây, và chúng ta vặn rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Cái mặt là mặt lộ thiên, vì thế chúng ta có thể nhìn thấy bộ máy rõ ràng. Nó có 5 kim, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, bên trên có lịch thiên văn, hay còn gọi là lịch âm lịch cho cách gọi Việt Nam của chúng ta. Đó, 16 trang treo. Và đây, cái tem Sarline vẫn còn nguyên. Đấy, made in USA. Đấy, nhưng cái bộ máy của nó thì được Đức sản xuất, thưa các bác. Đó, Sarline cũng được dạp ở trên cái mặt này, thưa các bác. Đó, thì nó chưa được, nó có 16 côn, 16 búa. Nó chưa được 3 bản nhạc, bản Westminster là bản truyền thống rồi, và bản Ave Maria, và cuối cùng bản Vestoven, Vestoven 9H. Và đặc biệt là có thêm một chế độ 4/4, và thêm một chế độ ở đây nữa là tắt chung hoàn toàn. 4/4 tức là bên nhạc là không đánh, bên điểm giờ là có đánh được nhá. Và cái chiếc đồng hồ đặc biệt này, 16 côn 16 búa này, thì nửa 15 phút đánh cong lần, 30 phút cong cong 2 lần, và 45 phút cong cong 3 lần, và 1 tiếng mới vào điệp khúc, thưa các bác. Đấy, bao quả tạo khoảng 1 tuần trời cũng có một cái tạo một lần, có lắp đàn cực kỳ đẹp và cực kỳ tinh tế. Ở bên cái lắp hông này cũng có lắp hông này, lắp hông luôn. Thì bây giờ em mời các bác thưởng âm luôn, mời các bác thưởng âm cái chiếc đồng hồ luôn. Hiện tại em đang để đàn bảng Vestoven 15 phút. Đó, thấy 15 phút chỉ con làm những gì em nói, 30 phút cũng 2 lần. Và cuối cùng là 1 tiếng. Rất là lớn, và âm thanh mình rất là hay, và nhạc khi ngân lên rất là ngọt ngào, đúng không ạ? Bây giờ em chuyển sang bản Ave Maria, mời các bác thưởng âm luôn. 15 phút cũng vậy, 30 phút cũng vậy, 45 phút cũng vậy, 1 tiếng và đẹp khúc nữa nhé. Và cuối cùng bảng Westminster 15 phút.
30 phút. Và 1 tiếng. Em quên, em chưa gạt bản sang bảng badminton. Vẫn là bản Ave Maria. Đấy, mình gạt sang bảng badminton thì cái kim nó sẽ về chỉ về bảng badminton. Vừa nãy là em quên bác nhé, mà bác thông cảm, bảng badminton này nó là bảng truyền thống rồi thì chiếc đồng hồ nào nó cũng có. Thôi thì em không thử nữa, thì mong bác thông cảm. Và đây là bộ máy của nó này. Bộ máy bác thấy không? Bộ máy cực kỳ to luôn. Đấy, và slide được dập vào trong máy luôn. Nhìn bộ máy rất là to và dày dặn, độ bền của nó thì siêu hạng rồi. Em không nói tới nữa. Nó thì các bác thích nghe bản nào nghe, badminton thì nghe và bản Ave Maria hay bản badminton thì bác nghe. Nhưng cá nhân em thì em đối với chiếc đồng hồ này thì em thích nghe bản Beethoven hơn, tùy theo. Đó, các bác có thể để bản Ave Maria, các bạn người phụ nữ cũng được. Nhưng em thích nghe bản Beethoven đối với chiếc đồng hồ này hơn thì nghe nó rất là hay và tuyệt vời. Như các bác vừa nghe em thử âm. Thì chiếc đồng hồ này em xin nhắc là cái mã của chiếc đồng hồ em để là 1896. Chiều cao em đo được là 2m20. Chiều ngang chỗ rộng nhất là 66cm. Và thấy một chiếc đồng hồ rất đẹp và cực kỳ tuyệt vời, với bộ máy lớn mang thương hiệu Slide. Âm thanh rất là ngọt ngào và ngân nga. Và xin giao lưu của bác là 83 triệu. Bác này yêu thích tác phẩm của chiếc đồng hồ Slide này, xin gọi cho em, đồng hồ của Công Vững. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ của Công Vững.